Một lần nữa chúng tôi rất vui để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Mời quý vị theo dõi phần tin Á Châu. Chính quyền Taliban của Afghanistan cấm phụ nữ vào đại học. Mỹ và Trung Quốc lời qua tiếng lại về Biển Đông. Hacker Nam Hàn xâm nhập camera giám sát từ hơn 400.000 căn nhà. Máy bay B-52 của Mỹ bay gần Nam Hàn trong lúc Bắc Hàn gia tăng dọa dẫm. Cuộc khủng hoảng nhà cho thuê của Úc đang trở nên tồi tệ hơn. Chuyên gia của Trung Quốc cho biết đó là số ca nhiễm COVID-19 nặng ở Bắc Kinh tăng mạnh trong 2 tuần tới. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin chi tiết. Chính quyền Taliban của Afghanistan đã cấm phụ nữ vào đại học. Chính quyền Taliban của Afghanistan vừa ra thông báo chính thức cấm những người phụ nữ ở quốc gia này vào đại học. The Guardian đã cho biết như vậy. Trong một văn bản được Bộ trưởng Giáo dục nâng cao ký tên, chính quyền Taliban cho biết đã thông báo và mọi người phải thực hiện lệnh cấm phụ nữ tiếp cận giáo dục đại học ngay lập tức, cho đến khi mà có thông báo mới. Taliban đã ban hành lệnh cấm những người phụ nữ lên đại học chỉ 3 tháng sau khi mà hàng ngàn thiếu nữ và phụ nữ đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học khắp Afghanistan. Nhiều người mong ước là sẽ chọn học ngành kỹ sư, ngành y cho sự nghiệp tương lai. Một nữ sinh viên ngành y tại Kabul, thủ đô Afghanistan, đã nói rằng đất nước của cô đang trở lại những ngày đen tối nhất. Kể từ khi mà lên nắm quyền cai trị Afghanistan vào tháng 8 năm ngoái, Taliban đã bắt đầu áp dụng luật Hồi giáo nghiêm khắc để cai trị những người dân. Tại đại học, nam nữ phải học ở lớp riêng. Chỉ có nữ giáo sư mới được dạy cho phụ nữ. Trong 20 năm trước khi mà Taliban tái nắm quyền tại Afghanistan, thì các em thiếu nữ được đến trường, phụ nữ được quyền làm việc trong mọi ngành nghề, cho dù là Afghanistan vẫn duy trì một xã hội bảo thủ. Mỹ và Trung Quốc lời qua tiếng lại về Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines chỉ trích Mỹ chia rẽ Manila và Bắc Kinh, đồng thời phủ nhận các cáo buộc vô căn cứ của Washington cho rằng Trung Quốc gây rối ở Biển Đông. Trong tuyên bố hôm 20 tháng 12, Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila cho rằng hàng xóm láng giềng có sự khác biệt là điều tự nhiên. Mỹ tiếp tục can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông và cố gắng chia rẽ các nước trong khu vực, gây căng thẳng và làm tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực. Những gì Mỹ đã làm không phải để giúp đỡ bất cứ ai, mà để phục vụ lợi ích địa chính trị của chính mình mà thôi. Hãng tin Reuters đã dẫn tuyên bố của phái đoàn Trung Quốc cho biết như vậy. Đây là phản ứng của Bắc Kinh trước tuyên bố ngày 19 tháng 12 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Ned Price, bày tỏ lo ngại về bầy đàn leo thang được báo cáo của các tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp và mọi sự có liên quan đến một mảnh tên lửa của Trung Quốc tại khu vực. Ông Ned Price cho biết các hành động của Trung Quốc phản ánh việc tiếp tục coi thường các bên tranh chấp khác ở Biển Đông và các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Hacker Nam Hàn đã xâm nhập camera giám sát từ hơn 400.000 căn nhà, thưa quý vị. Cảnh sát Nam Hàn đã bắt hacker xâm nhập trái phép camera giám sát từ 400.000 hộ gia đình tại 638 khu chung cư khác nhau, rồi phát tán các đoạn phim lên mạng. Theo hãng tin Yonhap, ở Nam Hàn, các thiết bị camera giám sát có kết nối với Internet thường được lắp đặt trong nhà hoặc là khu chung cư. Tất cả các thiết bị được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng nhỏ đặt trên tường. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra sau khi mà phát hiện các video có vẻ là người bên trong các căn nhà xuất hiện trên một trang web thuộc Dark Web, hay còn gọi là web tối. Đây là những trang web và máy chủ đã được cố tình ẩn đi và chỉ có thể truy cập thông qua các phần mềm chuyên biệt. Dark Web thường là môi trường mà tội phạm dùng giao dịch bất hợp pháp và đăng tải nhiều nội dung không phù hợp với những người dùng Internet thông thường. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia Nam Hàn, gọi tắt là NPA, thì tay hacker này 30 tuổi, mang họ Lee, đã bị nghi ngờ là xâm nhập vào các thiết bị điều khiển nói trên từ tháng 8 cho đến tháng 11 năm ngoái. Một số video do Lee đăng tải có nội dung khiêu dâm hoặc là thân mật.
Li, vốn là một chuyên gia an ninh mạng, đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng bản thân phát tán các video quay trộm lên mạng nhằm chứng minh cần phải tăng cường an ninh cho các ngôi nhà thông minh. Trong khi đó, thì cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng cho thấy là Li đã cố gắng bán các video. Hiện thì chưa thể xác nhận là Li đã bán được video và hình ảnh cho bên thứ ba nào hay chưa. Máy bay B-52 của Mỹ bay gần Nam Hàn trong lúc Bắc Hàn gia tăng dọa dẫm. Mỹ đã đưa máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng nguyên tử và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 bay gần Nam Hàn như một phần thể hiện sự răn đe mở rộng của Mỹ đối với Bắc Hàn. Quân đội Nam Hàn đã cho biết như vậy hôm 20 tháng 12. Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nam Hàn, thì các máy bay chiến đấu loại F-35A và 15K của Nam Hàn cùng tham gia cuộc tập trận chung được tổ chức tại vùng nhận dạng phòng không của Nam Hàn ở phía tây nam đảo Jeju, miền nam nước này. Đây là cuộc biểu dương lực lượng mới nhất của đồng minh Mỹ-Hàn đối với Bắc Hàn. Quốc gia đã có những lời lẽ cứng rắn hơn đối với Hoa Kỳ và Nam Hàn và đã tiến hành một số vụ thử phi đạn kỷ lục trong năm nay. Vào tháng trước, thì các giới chức quốc phòng Mỹ và Nam Hàn đã thống nhất củng cố cam kết an ninh của Washington với Nam Hàn, bao gồm tăng cường các cuộc tập trận chung và thường xuyên hóa sự hiện diện của các khí tài chiến lược của Mỹ, chẳng hạn như là máy bay ném bom tầm xa và tàu sân bay, tức là hàng không mẫu hạm. Trong tuyên bố ngày 20 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã đề cập đến thỏa thuận đó và lưu ý rằng Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục củng cố tư thế phòng thủ kết hợp với nhau của khối liên minh để đối phó với các mối đe dọa nguyên tử và phi đạn của Bắc Hàn. Và bản tin tiếp theo cho biết đó là cuộc khủng hoảng nhà cho thuê của Úc đang trở nên tồi tệ hơn. Giá thuê nhà tăng không ngừng, 8 lần tăng lãi suất, chi phí sinh hoạt tăng cao và thảm họa thiên nhiên thì tàn khốc. Những điều này đã làm rệu rã thị trường nhà cho thuê tại Úc, nơi mà có giá cả phải chăng nhất trên thế giới. Trên khắp nước Úc, các cặp vợ chồng không có việc làm và cha mẹ đơn thân nhận trợ cấp của chính phủ đang phải đối mặt với thị trường chỉ có 0,1% tiền thuê nhà là hợp túi tiền, theo một báo cáo của tổ chức phúc lợi AngliCare. Đợt lũ lụt tồi tệ nhất được ghi nhận ở miền đông nước Úc hồi đầu năm nay đã phá hủy nhà cửa và buộc khoảng 40.000 người phải di tản, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở. Nguồn cung nhà cho thuê ở mức thấp nhất trong 2 thập kỷ qua khiến cho những người thuê nhà phải cạnh tranh với nhu cầu kỷ lục. Một người có mức lương tối thiểu hầu như không theo kịp với giá thuê ngày càng tăng. Nhiều người thuê đang bị đuổi ra khỏi nhà do chủ nhà đang tìm cách tăng giá thuê để theo kịp lạm phát gia tăng. Nhiều người đã rơi vào tình cảnh vô gia cư và cuối cùng thì phải sống trong ô tô hoặc là xe cắm trại, khuất khỏi tầm mắt của xã hội, chính phủ và giới truyền thông. Trong khi đó, thì các chủ sở hữu bất động sản đã nói rằng chi phí gia tăng đang buộc họ phải tăng tiền thuê, thưa quý vị. Chuyên gia Trung Quốc nói số ca COVID-19 nặng ở Bắc Kinh tăng mạnh trong 2 tuần sắp tới. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đã dẫn lời chuyên gia về bệnh hô hấp nhận định số ca COVID-19 nặng ở Bắc Kinh dự kiến sẽ tăng nhiều trong 2 tuần sắp tới. Theo chuyên gia Wang Guangda, về hồ sơ hô hấp của Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh đã bảo đảm không có sự cố về người. Về nguồn lực y tế là yếu tố chính giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị các trường hợp COVID-19 nặng. Các ca nhiễm do chủng BF7 ở Bắc Kinh chủ yếu là các ca có triệu chứng gây sốt cao và các triệu chứng nghiêm trọng khác. Theo ông, do khác biệt về khí hậu, tỷ lệ các ca COVID-19 nặng ở miền Nam có thể không cao bằng ở miền Bắc Trung Quốc, nhưng đó không phải là lý do để có tâm lý chủ quan. Theo hãng tin Reuters, thì các dự đoán ước tính, thưa quý vị, Trung Quốc có thể phải đối mặt với hơn 1 triệu ca tử vong vào năm tới. Tính đến hết ngày 20 tháng 12, có thêm 53 trường hợp bị COVID-19 nghiêm trọng ở khắp Trung Quốc, như vậy là tăng hơn gấp đôi so với 23 trường hợp của ngày hôm trước. Ông Hoàng dự đoán làn sóng COVID-19 sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1 và cuộc sống có thể trở lại bình thường từ cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 của năm 2023.
Thưa quý vị, đó là bản tin chót đã chấm dứt phần tin Á Châu. Mời quý vị trở lại để nghe thêm tin tức Việt Nam sau phần thông tin thương mại.